Cô ơi, tiệm cô có bán nhiều hình ma nữ không cô? Có con, tiệm cô mới nhập về 5-6 con luôn nè. Con mua cô bán rẻ cho. Có nhiều ma nữ vậy có nhiều ma nam không cô? Đây con, cô mới lấy kéo cắt tóc của nó. Bây giờ nó thành nhiều ma nam luôn rồi nè con. Hả? Sao cô dám cắt tóc của nhiều ma nữ? Bộ cô chưa nghe chuyện ma nhiều ma nữ cô chú cơm tử thơ kể ha? Ông kể làm sao? Kể cho cô nghe đi con. Chuyện vậy nè cô. Chú ơi, bán cho con diều hình ma nữ đi chú. Chuyện này đúng không con? Đúng rồi chú, nhưng mà thả diều hình ma nữ không biết có bị ma ám không hả chú? Con đừng có thả lúc 12 giờ đêm là được. Tại chú có nghe một câu chuyện ma về diều ma nữ này rồi. Kể cho con nghe đi chú. Vào mùa hè năm 2022, Đạt vô tình thấy một tiệm tạp hóa có bán con diều hình con ma nữ. Mẹ ơi, mua cho con diều hình con ma đi. Con diều thấy ghê quá, lựa con khác đi con. Nhưng Đạt một hai đội mẹ mua cho bằng được con diều ấy. Chiều đó Đạt ra đồng thả diều. Thả xong Đạt về nhà lúc 6 giờ chiều, rồi để con diều nằm ở ngoài võng, ngoài gốc me trước nhà. Tối đó đúng 12 giờ đêm, Đạt mắc tiểu quá nên là phải đi ra trước nhà để mà giải quyết. Khi tiểu, Đạt nhìn ra cái võng nhưng lại không thấy con diều lúc chiều mình để ở đó. Sợi dây diều không hiểu vì sao đã bị cột vào gốc me. Đạt nhìn theo sợi dây thì thấy con diều ma nữ của mình đang bay trên bầu trời và phát ra tiếng cười ma quái. Bộ cô không sợ bị ám ha? Ám đâu mà ám, nó cũng chỉ là con diều thôi mà. Con sợ quá, con vô lớp nha cô bảo trọng nha. Cái con nhỏ này bữa nay bị gì vậy ta? Mà tụi nhỏ cũng vô học hết rồi, thôi mình tranh thủ ngủ một giấc mới được. Trả tóc cho ta. May quá chỉ là mơ thôi. Ủa? Sao tóc của con diều lúc nãy bây giờ lại thành tóc thật? Cô ơi, thằng cu ní em của con nó còn báo hơn con nữa. Nó lấy tiền âm phủ rải ra ngoài sân để chơi á cô. Trời, nó mới 3 tuổi mà báo dữ vậy. Nhưng mà lúc nó chơi không ai thấy hả con? Lúc đó nhà con chuẩn bị cúng gì á cô. Mẹ con đem giấy tiền vàng mã để ở một cái bàn nhỏ trước sân. Rồi mẹ vô nhà chuẩn bị mấy ly nước để ra cúng. Thằng cu ní thì đang chơi ở ngoài sân. Do chơi chán quá với lại nó còn nhỏ không có biết gì, nó lại cái bàn lấy sắp giấy tiền vàng mã tung lên trời. Gió thổi làm cho cái tờ tiền bay tứ tung khắp sân. Thằng cu ní thấy vậy cười thích thú. Lúc đó mẹ con bước ra thì hoảng hồn, lật đật chạy lại nhặt hết các tờ tiền âm phủ rồi la thằng cu ní. Rồi sao nữa con? Tưởng đâu khi bị mẹ la thì thằng cu ní nó sẽ sợ. Nhưng mẹ lại bất chợt điếng hồn khi nghe thằng cu ní nó nói: Sao mẹ nhặt hết tiền lên vậy? Mấy bạn của con đang nhặt mà. Mà lúc đó chỉ có mẹ và nó ở ngoài sân thôi. Trời, ghê quá vậy con. Tiền âm phủ là đồ của tâm linh, không nên tùy tiện lấy hay đùa giỡn với nó. Mà nghe con kể làm cô nhớ tới một câu chuyện tâm linh cũng về tờ tiền âm phủ. Chuyện sao vậy cô? Kể cho con nghe đi cô. Chuyện là vào một buổi tối nọ, có một cặp đôi đang đi bộ trên đường. Cô gái cũng tên là H, còn anh người yêu của cổ tên là K. Hai người bọn họ vừa đi dạo vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Thì đột nhiên cô H cô dừng lại và chỉ anh K nhìn xuống đất. Anh ơi, tiền ai làm rơi kìa. Anh K mới khom người xuống đất nhặt tờ tiền đó lên xem. Lúc này anh K hoảng hốt la lên: Này là tiền âm phủ mà em. Nói rồi anh K liền quăng tờ tiền đó đi. Cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi tờ tiền bay lên cao và hạ xuống ở ngay giữa con đường. Cô H vội chạy theo tờ tiền đó và quát anh K: Sao anh lại dứt tờ tiền đó? Đó là tiền thật mà. Cô H chạy ra phía giữa con đường để nhặt tờ tiền. Khi đã nhặt được tiền, cô vui vẻ và cầm nó lên vẫy tay về phía anh K: Anh xem đi, em đã nói là tiền thật mà. Bỗng chiếc xe tải từ đâu lao tới cô. Cô H đã bỏ mạng ngay tại chỗ dưới sự chứng kiến kinh hoàng của anh K. Trong tay của cô H vẫn còn nắm chặt tờ tiền âm phủ nhuộm màu đỏ tươi.